cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát, chi tiết mức án đề nghị đối với 34 bị cáo. Sau gần một tháng, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm đã đi đến hồi kết. Ngày 17 tháng 10, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo về những sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với 34 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trong đó, 4 bị cáo là thành viên gia đình Trương Mỹ Lan cùng bị đề nghị phạt tù. Trương Mỹ Lan bị đề nghị phạt tù chung thân cho 3 tội danh. Chồng là bị cáo Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Times Square, bị đề nghị phạt từ 24 tới 30 tháng tù. Cháu gái là Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty WMC, bị đề nghị phạt từ 6 tới 7 năm tù. Và em dâu là Ngô Thanh Nhã, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị phạt từ 7 tới 8 năm tù. Cụ thể, mức hình phạt mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên như sau. Nhóm các bị cáo vi phạm cả 3 tội danh, Viện Kiểm sát đề nghị: 1. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 tới 9 năm tù về tội rửa tiền, 12 tới 13 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 2. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, 9 tới 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 tới 7 năm tù về tội rửa tiền, 9 tới 10 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 3. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, 11 tới 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 tới 3 năm tù về tội rửa tiền, 4 tới 5 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 4. Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Acumen, 7 tới 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 tới 6 năm tù về tội rửa tiền, 3 tới 4 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nhóm bị cáo hai tội danh: 5. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, 12 tới 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 tới 6 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 6. Nguyễn Hữu Hiệu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Square Việt Nam, 9 tới 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 tới 5 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 7. Nguyễn Vũ Anh Thi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam, 7 tới 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 tới 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 8. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, 8 tới 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 tới 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 9. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, 11 tới 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 tới 4 năm tù về tội rửa tiền. Nhóm các bị cáo tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 10. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty WMC, 6 tới 7 năm tù. 11. Hồ Bửu Phương, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 10 tới 11 năm tù. 12. Bùi Đức Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Natureland, 7 tới 8 năm tù. 13. Thái Thị Thanh Thảo, cựu Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Cusell, Ngân hàng SCB, chi nhánh Sài Gòn, 5 tới 6 năm tù. 14. Ngô Thanh Nhã, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, 7 tới 8 năm tù. 15. Trương Thị Kim Lài, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, 5 tới 6 năm tù. 16. Cốc Hanman Oliver, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, 7 tới 8 năm tù. 17. Trương Vincent King, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sài Gòn Peninsula, 7 tới 8 năm tù. 18. Trần Thị Thúy Ái, Kiểm soát viên Ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB, chi nhánh Sài Gòn, 5 tới 6 năm tù. 19. Phạm Thị Thúy Hằng, Kế toán trưởng Công ty Sài Gòn Peninsula, 5 tới 6 năm tù. 20. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng phòng Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 4 tới 5 năm tù. 21. Phan Chí Luân, nhân viên Văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 6 tới 7 năm tù. 22. Trần Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Secha, 6 tới 7 năm tù. 23. Trần Thị Lan Chi, Kế toán trưởng Công ty Secha, 3 tới 4 năm tù. 24. Trần Đình Hưng, nguyên Phó Giám đốc Tài chính Công ty Sunnyworld, 5 tới 6 năm tù. 25. Huỳnh Phong Phú, Kế toán Công ty Quang Thuận, 3 tới 4 năm tù. 26. Vũ Quốc Tuấn, cựu Giám đốc Tài chính Công ty Sunnyworld, 6 tới 7 năm tù. 27. Đinh Thị Ngọc Thanh, Kế toán trưởng Công ty Sunnyworld, 3 tới 4 năm tù. 28. Lý Quốc Trung, Phó
Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán ANC 3-4 năm tù. 29. Phạm Hoa Đăng, Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán ANC 2-3 năm tù. Nhóm tội danh rửa tiền. 30. Chu Lập Cơ, 24-30 tháng tù. 31. Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của Trương Mỹ Lan, 30-36 tháng tù. 32. Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của Trương Mỹ Lan, 30-36 tháng tù. 33. Trần Xuân Phượng, thư ký của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, 30-36 tháng tù. 34. Tô Thị Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, 30-36 tháng tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hơn 600 người bị chiếm đoạt tiền thẻ tín dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố thêm 15 bị can trong vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do Đào Thị Kiều Oanh, sinh năm 1989, quê Thừa Thiên Huế và Lê Thị Kim Hòa, sinh năm 1993, quê Khánh Hòa cùng đồng phạm thực hiện. Tháng 7 năm 2022, Đào Thị Kiều Oanh nhờ anh HVL, người yêu anh đứng tên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại quốc tế PNL, công ty PNL để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của công ty Mirai Asset có văn phòng đặt tại số 361 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình. Tháng 10 năm 2022, Hòa và Oanh góp mỗi người 300 triệu đồng mở thêm chi nhánh công ty trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận Tân Bình. Sau đó cả hai tổ chức tuyển dụng nhân viên thực hiện hoạt động chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín dụng Visa, Master. Nhóm này sử dụng thủ đoạn gọi điện cho các chủ thẻ, đưa ra thông tin gian dối, hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt, khiến chủ thẻ tin tưởng cung cấp thông tin thẻ OTP. Kết quả ban đầu xác định các đối tượng đã lừa 614 trường hợp, chiếm đoạt của các nạn nhân 1,8 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra đầu năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa và 3 người khác về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đến nay có 20 bị can trong đường dây bị bắt. Bà lão 78 tuổi ở Hà Nội mất gần 2 tỷ đồng để chứng minh tài sản hợp pháp. Với chiêu dọa có liên quan đến vụ án ma túy, đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của một bà lão 78 tuổi ở quận Long Biên, Hà Nội. Ngày 16 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, gọi điện thoại giả danh cơ quan công an để chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, ngày 30 tháng 9, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp nhận trình báo của bà T, 78 tuổi, về việc nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an quận Long Biên. Đối tượng thông báo bà T liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp. Bà T sau đó đã chuyển gần 2 tỷ đồng. Công an Hà Nội cho biết, dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn trên, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy. Trong đó, nhiều nạn nhân là người lớn tuổi, ít cập nhật thông tin báo chí. Cũng có trường hợp nạn nhân lo sợ bị mất uy tín nên không trình báo, gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý. Nhà chức trách khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu, nhất là những người lớn tuổi trong gia đình. Để làm việc với người dân, Công an Hà Nội nhấn mạnh, cơ quan chức năng sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Đăng video đếm tiền lên mạng, một phụ nữ bị cướp tìm đến tận nhà. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng vừa tạm giữ đối tượng Trần Thành Đô, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Sóc Trăng, Trần Trúc Thanh, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Hậu Giang, để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản, và Trần Chí Vĩ, sinh năm 2006, trú tại tỉnh Hậu Giang, về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra ban đầu, hai đối tượng là Trần Thành Đô và Trần Trúc Thanh phát hiện một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải video một người phụ nữ đang ngồi đếm tiền và trên người phụ nữ này có đeo nhiều nữ trang. Nảy sinh ý định cướp tài sản của người phụ nữ trên, nên các đối tượng đã tìm kiếm địa chỉ nơi phụ nữ sinh sống để gây án. Sau khi xác định được địa chỉ, đến khoảng 1 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2024, Đô và Thanh đột nhập vào nhà của bà NTD tại ấp Tân Phước B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Lúc này trong nhà có bà D cùng con trai là VQL và hai người cháu nhỏ.
hai đối tượng đã khống chế bà D và anh L. Bà D đã bị đối tượng khống chế giật và lục soát lấy một chiếc lắc đeo tay, hai bộ vòng Simon, 5 chiếc vòng, một chiếc bông tai bằng kim loại màu vàng, 3 điện thoại di động và số tiền khoảng 34 triệu đồng. Sau khi gây án, Trần Trúc Thanh lấy tài sản cướp được đưa cho Trần Chí Vĩ là con của Thanh cất giữ. Sau đó Vĩ đem cầm và bán 3 chiếc điện thoại cùng một số nữ trang được trên 50 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Mỹ Tú triển khai các biện pháp nghiệp vụ rà soát nắm thông tin. Đến chiều tối ngày 13 tháng 10, công an huyện Mỹ Tú tiến hành tạm giữ các đối tượng để điều tra hành làm. Công an huyện Mỹ Tú tiến hành tạm giữ các đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trên.